Nếu bạn muốn mua robot giá rẻ, uy tín và nhanh chóng có thể đến với robot Việt. Ngoài ra khi mà bạn nạp tiền bằng ngân hàng hoặc thằng quý Momo thì sẽ được cộng tới 22% lận. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với thần Trần Gamer. Hôm nay tôi sẽ phục thù Rank 2 nha anh em. Bữa tướng review thì đi cái tem nó mạnh như súng đạn vậy mà rút cuộc chẳng thua nha. Thua không biết lý do luôn. Do đó thì hôm nay tôi lại phục thù rank 2 nữa anh em. <laughs> rồi phục thù rank 2 nha. Đặt có bốn mắm đầu tiên vậy. Thì tôi thấy là nó hơi khó đó anh em. Rank 2 là đi. Ý, nó Đúng rồi rank 2 mà đâu phải treo 2 đâu. Rank 2 đi hơi bị khó đó. À, nhưng những em Titan đang tâm sự với nhau. Biến hơn. <laughs> em mấy lại biến hình nữa rồi. Từ từ farm nên anh, anh em. <laughs> mấy ông này đừng từ 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 tôi đặt cái con bún mắm giờ từ từ làm sao tôi đặt con nào ra đánh được đâu cái nhà mình nó nằm ở đâu ta ờ đúng rồi ừ ờ đóng góp nha à, tôi đặt a kia à, mới vô farm skip đi yes đúng rồi đó chỉ cần đạt hiểu ý đồng đội ghê luôn đó đó, đó, là người ta skip xong rồi người, người ta đặt thôi người ta chơi Acer à, dân chơi hệ Acer thì sẽ như vậy rồi dân chơi hệ Riza thì sẽ không như vậy rồi mình đặt ở đây vậy đóng góp con ở đây vậy hỏi đánh đi em lên đánh, đánh đi anh em ơi cái đó mà kết bạn gì chán ghê mới vô phàm nó câu này tôi hay nói mà tôi cảm giác như tôi đang bị người ta nói vậy anh em không sao hết ôi sao có đi ra thì đặt đây hơi xa hoài vùng phủ sống rồi chắc cũng không sao đâu hai em Lisa và hai em Acer tán mấy con này bao nhiêu đây 200 máu rồi tôi sẽ tạm thời tôi không có để hiệu ứng nha anh em tại vì hiệu ứng nó lắc quá máy tôi dạo này nó già cả ốm yếu rồi một hồi mà mấy ông này mà chui chui vô cái chỗ bút đam nữa tao ta chửi đó <laughs> đừng có bu bu là cái chỗ bút đam của người ta chứ đặt lên Acer lên nó up lên 83 mươi đam rồi đốt trên nó ngẫm củ tỏi sao mà chống nói thờ mấy cái con quái này titan yếu siêu gì đâu <laughs> nét nhanh vậy a à, không hiểu à không hiểu à tem của vi gamer à. thấy kết bạn là hiểu à nè dọn bên xe có hai ông chưa kết bạn nè à. chiếc canh đạt nè à. ông này là huy huy không sáu là thằng đẹp trai nhất nè à. à, à, nào đây chửi à mà lóc nó <laughs> dám chửi à chửi là tao bà lóc nó đó rồi up lên lên rồi lên được một ít tiền lên em không sao hết đâu thì Acer của tôi nó vẫn có thể gánh tem được thôi tôi nhắm cái gió này là được nó <laughs> vô 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 trái vẫn ổn thôi ok con dê luôn đặt lý già lên trên đây một hồi tôi sẽ bút đam hai cái đường xếp xéo, xéo như vậy đi rồi đặt lý già tên đây nữa nè đặt ở đây ô oh, đặt ở đây ăn hơi bị nhiều đó <laughs> Rồi, ơi, ơi mấy cái mấy cái chiếc máy bay này nó bay mà nó đi theo một đường thẳng anh em nhìn đến cao xuống dưới nè tôi nhìn tôi tư tưởng là con sâu hay con rít gì thấy ghê quá rồi nhìn thấy sợ ghê không rồi ơi đó mình đã sợ sâu rồi mà sao amin chơi rồi giống mấy hết con sâu luôn vậy đó rồi rí già dạ lên bắn mấy con sâu đi rí già dạ. nhìn sợ quá rồi sao nó chạy qua đây rồi quá nó đi xa quá vậy quá đi xa quá nhưng mà quá sẽ chết veo thôi không sao hết rồi rí già dạ, tiếp tục tăng đam cho lý già luôn đó mới vô đừng có vút đừng có ốp nhà bún mắm sớm anh nè như tôi đặt đi Acer thì tôi đặt được một xíu vậy thôi sau đó tôi canh như từ nãy giờ tôi cũng đâu ốp lên đâu nè thì mỗi lượt tôi được thêm khoảng một trăm mấy chục <laughs> mấy chục ấy là một trăm ba mươi sáu tiền thôi kiếm thêm chút đỉnh uh, sống qua ngày thôi à, chứ không có farm dữ dàng đâu farm dữ dàng là đội quân thần trưởng ngay quay mấy farm quậy qua uh, 6 sáu nha ok bãi. À, bãi cũng được bãi cũng ok rồi rồi vô tiếp tục một em lý già để up lên nữa anh em đó rồi cái này là ổn định thôi quái thì nó cứ qua và nó sẽ chết queo well. đó, 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 đó. nó chịu không nổi là được rồi yêu cầu mà đánh mà quái nó chịu không nó nói là xin lỗi nó chịu không nổi thì hồi đó là mình phao được rồi <laughs> đọc một phát nữa hai luôn tôi ủng hộ hai con lý già luôn đặt đi ra đây ổn hơn anh em nó đánh một cái vùng hơi bị rộng xa 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 tới đây đừng đặt ở dưới quá nha đặt ở dưới quá bao hồi nó xuống là không kịp đâu tôi sẽ bút đam hết cái khu vực này luôn bút đam sẽ được ba cái cục này luôn anh em một cục là tôi sẽ đặt ở ngay đây rồi tới đây là tôi đặt một con đây nữa nó sẽ bút hai bên đó vậy cơ bản là tôi sẽ bút hết cái khu này rồi chuẩn bị up lên hãy nét đi nét đi nét đi đừng có cần, cần đặt minato không anh à có gì chơi đó em có gì chơi đó dạ <laughs> yeah, có tiền bạc quần áo châu báu gì thì đem ra đập hết đi em <laughs> có gì đặt đó nha không cần phải hỏi đâu rồi tôi sẽ đóng góp tiếp nữa không thôi để tôi sẽ đốt uống mắm nha. lòng tham nó nổi lên anh em tính đóng góp cho anh em đi một con lý già nữa mà thôi lòng tham nó nổi lên rồi cho nên bung mắm cái kìa ồ quá đèn tới quái đèn tới nó cũng không sao đi ra một trăm mấy thôi nó vậy đã đánh hơi bị nhiều nè đi ra đặt đây đánh cũng ổn đó Ôi 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 rồi ơi chưa tới mà nó quái nó đã chết queo well rồi bố giờ full mấy con titan này thì cũng long dịch thôi chuyện nhỏ ấy mà rồi đặt một con bún mắm số 2 luôn đi map thì thường tiêu chuẩn hai con bún mắm được rồi anh em dù gái hay trai thì cũng hai là đủ rồi đừng đặt nhiều quá nha đặt nhiều quá là căng lắm mấy map này là trai ba nâng cấp <laughs> trai ba phiên bản 2.0 thôi <laughs> rồi thì cũng lâu lâu cũng phải up em lý già lên xíu cho anh em chứ đừng có thấy mà ổn ổn rồi cứ ngồi đó cứ ấp bún mắm hoài mà không coi tình hình thì cũng hay bị hấp mắm lắm đó. đó vô tiếp 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 ô chạy hả thêm một con lý già lên nữa nè bốn trăm mấy đam nè ông nào đặt bún mắm ngay đây vô duyên vậy thấy mấy ông nào đặt bún mắm ngang ngang cái chỗ đánh anh em là tôi lại nhớ tới ông du quýp nha <laughs> đi trai ồ ba chung với du quýp ổng toàn là chơi ngang hông không không <laughs> công nhận ông làm mắc cười thiệt <cười> ôi ơi quái tới quái tới e yeah, tới không sao hết tôi sẽ bắt đầu chiến dịch bút đam không biết có nên bút đam hay không thôi chắc phải bút đam thôi bây giờ mà đặt nữa là căng lắm rồi đặt con bút đam đây vậy rồi đó we sẽ bút đam lên <laughs> đó, anh Vy có quay video không à, ơi, quay nè quay mà không nói đâu tao quay ém không à đó, hy sinh lắm đó đừng có giỡn như con bút đam đến mấy ngàn tiền lên đó thay vì bút đam thì tôi có thể up full một con bún mắm đó nhưng mà tôi thấy tình hình nó hơi bị căng căng cho nên tôi phải đặt wood dam thôi nè không wood dam thì thua nó cũng vậy à rồi bây giờ thì lên nè đó lên được một cái bún mắm nữa cũng được một ít tiền đặt con wood dam số 2 đó rồi lại wood lên nữa nè lên nữa nè đó sau đó đặt hai em ở dưới đây hai em ở dưới đây à, đặt đây là tới rồi đó đặt đây là ổn rồi nè đó chỉ là chờ một hồi nó lên thôi nét một phát nữa là quy sẽ có bút đam nha nhưng mà khả năng nét cái nữa quy sẽ lo ấp bún mắm <laughs> nét nét đi nét đi đừng ngại ngùng mấy con này chỉ có 9.000 máu thôi mà lo lắng cái gì đó vô <laughs> ông nào bút đam hay sao à không cái này bút đam của mình tính là tính là nào bút đam vậy tên chửi rồi đó con <laughs> này không sao đâu ôi nó ngẫm củ tỏi ngay nhưng mà tám máu ôi nó thích cho nó vô nhà luôn không sao hết khách đến nhà đàn bà cũng đánh nha vô vô đó bút đam lên rồi mình sẽ có một cái dòng bút đam liên tục tuần hoàn rồi nè không sao hết yêu cầu duy trì được trạng thái bút đam liên tục tuần hoàn này là sẽ không sợ con quái nào đâu né mấy chỗ bút đam ra nghe bữa trước đi chơi là mấy ông kia có bu bu lại không không cho người ta bút gì hết trơn <laughs> để coi cái dòng kia nó có mất chưa vậy con đó nó không không chịu mất tá con đó nó bút đam hiệu ứng của nó lâu vậy <laughs> thấy có cái gì đó nó sai sai hay sao á nếu ra đi mấy chị ơi ơi à, rồi sai thiệt rồi kệ ok, nó đi không sao đâu rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục bút đâm lại một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bồi đầm da xì lên rồi đây là ăn thôi không bao giờ bị tật nữa rồi bút lên rồi ấp lý già lên tăng 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 đó wow cái này nó hơi bị khó lần nào đặt bốn mắm ngay đây không vậy <laughs> <laughs> cái chỗ này là chỗ đánh nhau mà đâu phải chỗ để nuôi tiền đâu đặt cũng phải né ra à chứ ô <laughs> mấy có mấy con nó chơi stun nữa lên ở đây là hơi bị căng rồi đó đó vô hết cái vùng này mà làm sao mà nó chống nổi rồi đi ra đây uh, coi ốp bún mắm này nọ rồi lên đó rồi thăm vàng bút đam nữa nè bút lên uh, đi ra tôi thấy đặt ở đây ổn hơn nè ở đây nó đánh được đầu đánh được cuối luôn anh em đánh được hai lượt nha <laughs> tôi khuyên anh em thì có đi ra nên đầu tư đặt đi ra ở đây đi ở đây tôi bút đam tới luôn đó bút đam tới mà đã đánh được hai đầu luôn thì thấy nó cũng hơi bị tiện lợi đó nó thấy chưa ăn được bút đam hết trơn luôn cỡ nào mà cũng thua thôi à, đó gì cỡ <laughs> nào cũng thua thôi chúng ta chỉ ngồi đây hóng thôi lại nhét nữa nhét này hơi nhanh luôn đó À, chắc phải kêu nét từ từ lại quá Đến <laughs> em được không Ok em anh đã kết um, copy xong rồi <laughs> Để trả lời cho câu tên Thì tôi có sẵn copy rồi Câu copy quen thuộc <laughs> Mấy ông biết luôn rồi, Ông chích canh đạt Ông biết tôi copy luôn Mới ghê chứ Cờ lon cờ lon cờ liếc gì Ra để tôi đập té ngựa hết vô đó thì cái này map này là nguy cơ thua với mấy con e nó cao lắm <laughs> bữa tướng là bị thua với con e thôi mà hơn là mấy cái này ông này ông né cái con bút đam mình ra <laughs> ông không ám cái con bút đam mình nữa thì nó đỡ hơn xíu lên 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 đó đi ra tôi bộ cái cục này không đó coi kìa okay. yêu cầu là duy trì trạng thái bút đam thôi rồi uh, trạng thái ngưng thời gian nữa rồi map cuối cùng uh, mới để xíu đi rồi nét <laughs> nhanh nhanh quá thua đó Mấy ông này nét dữ quá Thôi vậy thôi mình nét luôn đi Nét nhanh thua cho nó nhanh <laughs> Rồi tiếp tục quýt lên Hai đầu quýt đạp Rồi mấy chiếc thuyền nó đang đi tới Có khả năng là cái này phải chia tem ra Một người dưng, dùng ngân động thời gian <laughs> Time stop liên tục chẳng hạn Rồi bán mấy con bún mắm luôn nhanh này Khó đi cùng chat chát này đi Tại mình lười đi đó đứng chỗ về là mình bán luôn cho nó gọn đó, để cho nó bút đam nó khỏi bị tật Rồi, mở lại <laughs> bán bún mắm đi bán bún đi à, giờ tôi sẽ đầu tư tiếp một em lý già nữa vậy cái này mình đặt mấy con ở đầu nữa nè này đặt ở cuối không đánh như khi không lợi đâu rồi ờ, máy tôi nó hơi lắc luôn rồi nè lắc quá không biết có là thắng hay là thua đây nè lắc bông thần trưởng quá đi Đấy, con lý già bên đây nó chưa full luôn con nào của mình ta à con của mình đây chưa full luôn ai không kịp này bằng bận thế này, bước <laughs> nào không kịp ông nào mà dư bún quá không bán bún luôn nè, tiền nhiều quá hay sao, <laughs> không biết làm gì để bún mắm chơi luôn anh em, ô đi già nè rô ly này nọ đủ món hết trơn nè, ông nào đây, à, à, khá bản đẹp trai nè, khá rồi mà còn bảnh mà còn đẹp trai nữa chứ, khá bảnh tôi mất tiêu người ta đi mà bán bún đi AFK sao anh em, ông các bản nãy giờ được có mấy trăm ngàn đam mà, rồi gặp nghe thành phần AFK rồi mấy bạn mà mấy trăm ngàn đam là một afk hay là đặt con quái ở dưới quái nó đi chưa tới nó chết ông này nãy giờ vẫn không bán con bún mắm afk chắc rồi thôi thua rồi đi chung đồng đội mà afk kiểu này là không xong rồi phải kỳ thị đó thôi phải không biệt đối xử đó thôi rồi mình sẽ coi bút đam một cái nữa rồi mình sẽ đi qua đặt tiếp đó, đặt tiếp một con lý già nữa nè giờ tài sản có bao nhiêu đặt hết đi tiết kiệm từng đồng từng bạc mà mấy ông này có ông khá bảnh thì ông còn để con 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 gì gì đó có bún mắm để chơi luôn mà rồi thần trưởng bán mấy con ở trước đi oh no quá nó tới rồi, dừng thời gian lại em cái này không ngưng thời gian chịu có không nổi tụi này đâu <laughs> tụi này nó cũng căng lắm đó <laughs> thấy vậy thôi chứ không có dễ ăn đâu lên đi ô đi ô đi ô quaza rudo không đánh nó là nó đập ngụm đó bán con tướng đặt con sao rồi có ông nào mà có cái con bán bút mắm nè rồi ơi con tiền nhóc đây nè mà mấy ông này để đi chơi không bán rồi, dư giả quá chừng luôn mà nhà có điều kiện thế này thì thôi chứ vậy rồi mà cần phải tiết kiệm làm cái gì qua nó đang đi dừng nó lại không cho nó đi nó đi tới là mình ngẫm đó do duy trì trạng thái như thế này điều điều là mình sẽ thua ngay thôi như... chiến bại không thua không có khó đâu anh em chỉ cần điều điều là sẽ thua thôi ô có con sà nữa mấy con đi bộ với nó sà cũng ghê quá đó tôi cũng góp phần đặt đi ô để ngưng mấy con này anh em đó dừng nó lại không dừng nó lại là cuộc đời của mình sẽ dừng lại Ôi oh no, nó có xuống được hay không? Quay cuối khó quá Đi ô oh đi, thay vì đứng đó mà than khó thì dừng thời gian đi <laughs> Vô 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 Đó, thay vì than khó thì đứng đó mà dừng thời gian đi, nó sẽ hiệu quả hơn đó Dứt nó, dứt nó, em nghi có like Ô, oh, 12.000 máu Bảy ngàn Ô ô ô ô ô Ba ngàn bãi Xa quá ngoài tầm Ok không ngoài tầm Nó đã chết hết rồi Ô oh, yeah Rồi đi ô tiếp đi ô tiếp Bán mấy con đi ô ở dưới đi đặt lên Không cho quái nó qua Đi ô thằng trưởng mặt dưới siêu cấp sắm xét 20 <laughs> Vô 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 <laughs> đi ô đi ai đi ô đi đen cư này nọ đâu dũng chỉ việc quá đâu rồi không biết có ai có không con có này chắc cũng sơ sơ cũng vài triệu máu <laughs> à, chắc cũng triệu hai vậy <laughs> nãy giờ thấy chưa thấm gì tờ á đi ô đi ô, đi đừng ngày ngùng à, cho nó dừng lại đi đừng cho nó đi đừng cho nó đẻ trứng hút nó đi <laughs> tôi đã bút đam liên tục rồi đó càng quá càng quá hồi hộp để chờ đợi lên hết tiền luôn bán bán có gì đi ô đi đi ô tiếp không <laughs> đi ô là đôi quên <laughs> tôi nói vậy thôi chứ tôi có tiền mà tôi không không đặt đó, anh em <laughs> đâu rồi đâu rồi à, đây càng quá càng quá à, Mấy ông đó ông nhìn đi hết tôi Tôi là bút đa mà bây giờ mà chặt bút đa là thôi ngay Rồi còn cái vụ mà đi ô giao cho đồng đội vậy Đồng đội làm được thì làm không được thì thua Chứ tôi không coi Coi cũng không làm được chuyện gì hết Ồ ồ ồ Còn có 7, 6, 70 ngàn à Bán vài con đi rồi qua đây đặt Good good Ok, chiến thắng anh em. Win rồi. Ok, vậy là đã chiến thắng rồi. Thì video này là đi là 8 người. Và đây là những người cũng khá là ưu tú mạnh mẽ đó anh em nhưng mà cuối cùng cũng đã chiến thắng rồi. Rồi, à, hên quá anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã giúp đỡ rất nhiều nha. Video hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.